Công nghệ.com xin chào tất cả anh em nhé. Ở dưới tay mình đây hôm nay là một cái ổ LVMe của VDC các bạn nhé. Ổ này có loại Black này. Ổ này là có dung lượng 250GB này, có tốc độ đọc là lên tới 3000G, 3000 mê trên giây mình nhắm này. Nó sẽ tốc độ tối đa nó sẽ đạt được là 3GB trên một giây tốc độ đọc các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cùng mở hộp con này nhé. Hôm nay các bạn cùng với các công nghệ trải nghiệm thử con này và sẽ nâng cấp thử cho dàn PC để các bạn biết được là hiệu năng từ SSD khi nâng lên NVMe nó sẽ khác nhau như thế nào nhé. Đây là cùng mở hộp. Này cũng chỉ là giấy ấy thôi, để hướng dẫn sử dụng các thứ thôi. Đó, đây chính là cái ổ NVMe rất là nhỏ. Đây, cái chính là ổ của chúng ta các bạn này, tức là nhà nhỏ này, xong khe LVMe này, 250GB này, đấy. Nó nhỏ xíu xíu á, nhìn trên ảnh nó ra khá là to các bạn xem qua ảnh khá là to nhưng mà thực chất ngoài nó rất là xíu, nhưng mà ngón tay này, đấy. Thế là chúng ta đã có một ổ LVMe rồi nhá, dung lượng 250GB cơ. Tốc độ đọc lên đến 3 GB trên giây và tốc độ ghi là 1,6 GB trên giây, nó thấp hơn gần như một nửa các bạn. Nó có cái ổ này thì không bằng được những cái ổ Samsung 970 Evo, bởi vì những cái ổ đấy nó có giá mình như là 7-8 triệu một cái sao ấy. Mình sẽ nâng cấp thử những cái này, bởi những cái ổ đấy giá thành nó rất là chát, không phải là bạn nào cũng có thể đầu tư những cái ổ cứng để cho nó vừa túi tiền của mình. Còn ổ này giá thành của nó chỉ gần 2 triệu thôi các bạn đấy. Thế hôm nay mình sẽ cùng các bạn cùng với các công nghệ mình đi test thử cái ổ này. Hiệu giá tiền rẻ hơn hơn một nửa rất là nhiều so với Samsung 970 Evo, thì liệu hiệu năng nó có bị giảm sút đi quá nhiều không nhá. Thì các bạn cùng với mình đi thử cái ổ này và đi đầu tiên là phải cài Win đã. Rồi đấy, bây giờ mình sẽ đi nâng cấp vào một cái PC và thử cài thử Win và xem hiệu năng nó như thế nào các bạn nhé. Các bạn sẽ cùng mình đi làm các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Vậy, trở lại với các công nghệ thì đây. Đây cái cây xanh xanh này này, NVMe ổ M2 mình lắp vào đây nhá. Đây sao coi như mình lắp vào đây này, pin các thứ xong rồi nhá. Đây thì thực sự là mình sẽ chỉ đánh giá qua cảm nhận thôi, chứ còn đâu test về các phần mềm thông số thì thực sự là rất nhiều chỗ họ test như thế rồi. Đây mình cho các bạn xem đây. Disk này, VDC 250i này, đấy nó chính là ổ LVMe đấy. Đấy thì mình đang chạy thử đây thì mình cảm nhận là khi khởi động máy thì nó có nhanh hơn tí, có nhanh hơn khoảng tầm 2 đến 3 giây. Còn tất cả các tác vụ các bạn mở ra như này, ổ cứng mở các thứ này thì nó vẫn bình thường, nó cũng gần như là nếu mà so về phần mềm đo chỉ số thì chắc chắn nó sẽ hơn, nhưng mà về tất cả những cái bình thường này này, về YouTube vào mạng các thứ này thì nó cũng là bình thường hết các bạn nhé, nó cũng không khác biệt so với SSD là mấy. Đấy thì đây là mình cài Win, thì ổ này thì trung bình khoảng cài Win thì mất khoảng tất tần tật cả driver thì khoảng tầm 7 cho đến 10 phút. Đấy là phải báo thật sự là thế, Win mất khoảng tầm 7 đến 10 phút. Còn tất cả các khởi động thì khởi động SSD bình thường thì trung bình thì đối với con nào load lâu thì khoảng 5 giây là khởi động lên. Cái con này chắc có thể nó nhanh hơn chút các bạn ạ. Đối với D4 bây giờ và chip cao thì khoảng 5 giây là khởi động xong Win 10 rồi. Đấy là cảm nhận thôi chứ mình không lấy đồng hồ để đo. Ở đây thì trong clip này của góc công nghệ thì mình sẽ không lấy đồng hồ gọi là đo, gọi đồng hồ bấm giờ đo trực tiếp, bởi vì cái đấy thì rất là nhiều ở kênh họ test như thế rồi. Mình lô cái cảm nhận và cái đánh giá cái LVMe để đối với cho các bạn xem thôi. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi sâu hơn với cái LVMe một tí các bạn nhá, nói chung là giao lưu một chút. Rồi. Đây chính là con LVMe mà mình vừa mới thử ở trên máy tính đấy. Đấy thì con này là con tốc độ đọc lên tới 3000G cơ, và ghi là 1600, 3000 mê ghi là 1600. Như mình đã nói ở cái tập mình review các bạn xem và cái tập mà mình cho các bạn xem trực tiếp hệ thống của mình là người trải nghiệm dùng thử ấy, thì thực sự là mình cũng có một cái chia sẻ đến anh em như này.
nếu anh em dư giả đồng tiền rồi, coi như là cả khủng anh em sắm rồi này, main khủng nói chung là tất cả thứ anh có hết rồi, thì em nên nâng cấp lên ổ cứng này để thay cho cái SSD truyền thống, SSD 2.5 truyền thống ấy đấy. Còn nếu các em cây của anh em vẫn chưa đủ, vẫn chưa khủng, thì anh em khi mà muốn nâng cấp lên cái ổ này thì anh em hãy cân nhắc cái này sắm sau, cái này lên sắm sau cùng cho hệ thống PC, và không cần phải sắm trước khi PC của bạn chưa thực loại là khủng. Bởi vì thực sự mình cảm nhận như mình nói rồi, là mình không đo bằng các phần mềm benchmark rồi các thứ, để các thứ nào nếu mà đo chắc chắn là NVMe nó sẽ cao hơn SSD rất là nhiều, đúng. Bởi vì tốc độ đọc của nó lên đến 3.000 mê trên giây và ghi đến 1.600 mê trên một giây cơ, nó cao hơn SSD truyền thống các bạn là rất nhiều, phải gấp 3 lần SSD truyền thống của các bạn. Cái nào nhanh thì được 550 mê trên giây ghi như vậy. Đấy, mình cũng đang dùng SSD và mình cũng đã chuyển sang là NVMe để mình dùng thử, mình cảm nhận xem có khác nhau không. Nhưng mà nó chỉ hơn lúc khởi động nhanh hơn khoảng 2 cho đến 3 giây lúc khởi động, nhanh hơn tầm đấy. Và tất cả các cú click các bạn dùng mở thư mục các thứ nó cũng như vậy, gần như nó có nhỉnh hơn một tí hoặc là 1 giây. Còn vào các trang web, lướt web các thứ, xem phim các thứ, nó y xì như nhau, nó không chênh so với SSD 2.5 là mấy đấy. Nếu mà nó chênh hoàn toàn thì các bạn nên đầu tư cái này trước khi đầu tư những cái khác, nhưng mà nó chỉ hơn một chút xíu thôi, mình cảm nhận rồi. Dù sao ổ này của mình không phải là ổ đắt tiền nhất, nhưng mà dù sao nó cũng thuộc loại là ổ đọc ghi cũng khá là cao rồi, xịn nhất bây giờ mình hình như theo mình biết là Samsung 970 Evo đấy, thì cũng khá là cao. Nhưng mà cái đấy thì nó chát, mình cũng chưa mua để dùng thử được đấy, thực sự là thế, mình chưa có điều kiện thì mình dùng thử cái này như nào, mình cảm nhận ra sao thì mình chia sẻ với anh em. Khi nào anh em túi tiền dùng rỉnh dư thì hàng sắm con này, nếu cạc xịn chưa có và cạc RAM chưa cao thì anh em đừng mua con này vội, cứ chạy SSD 2.5 inch cho mình, bởi vì cái này nó có nhỉnh hơn một chút thôi, nó sẽ không làm cải thiện hệ thống của bạn nhiều đâu. Khi các bạn đổi sang con này mình mua cái thời điểm đó thì cũng gần 2 triệu ấy, gần 2 triệu, hình như là triệu 990 hay sao mình không nhớ, tùy từ thời điểm giá có thể nó lên xuống đấy. Mình chia sẻ thật, không nên mua khi cấu hình còn chưa khủng, khi cấu hình khủng rồi tiền dư giả anh em lên sắm cái này hoặc xịn hơn đấy. Còn đâu tốc độ nó không cao hơn mấy, nhưng khi ngày xưa ấy từ HDD sang SSD thì cực kỳ nhanh, và nhanh phải nói là gấp 2 lần luôn. Mình đã từng thay đang sử dụng SSD lưng sang con à, đang sử dụng HDD lưng sang con SSD 120GB của Kingston 2VX đấy. Đấy, nó nhanh kinh khủng, nhanh như là lưng chip luôn, nhanh dã man. Đấy, từ HDD sang con đấy nó khác, nhưng mà từ SSD rồi mà sang con này nó không chênh nhau là mấy các bạn nhé. Các bạn lên cân nhắc, nếu cần hãng lên, dư giả đủ hết rồi thì lên, còn không cần các bạn cứ đầu tư khác cho mình. Đấy là mình cảm nhận từ bản thân mình sử dụng, và mình khuyên thật anh em thế. Đối với anh em nào mà đang có nhu cầu muốn phân vân là lên sắm NVMe hay không đấy, thì anh em có thể tham khảo qua ý kiến của mình. Đấy là mình chia sẻ chân thực đấy, thì thực sự là mình cũng chỉ test gọi là cơ bản vậy thôi, nhưng mong anh em hiểu, và có gì mà chưa hiểu thì cứ comment ở bên dưới, mình có gì mình sẽ chia sẻ hết đến mức đến anh em. Các công nghệ mà mình chuyên chia sẻ những đồ về công nghệ rồi, thì bây giờ video của mình xin kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi video của mình, mong em ủng hộ cho kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả anh em, bye bye.